cái tiền đó thì năm thì hai trăm phần trăm nhé, ký thứ cần tiền mà thay thế là ký thứ năm rồi anh nói là tóc thì tăng hết hết bút bao nhiêu thì giờ đó thì chữ xem tốt không một thì thay thế bằng chữ là muốn tu thì hai trăm phần trăm nhé. Xem tốt. Xem tốt không được. Tất cả là hết. Thì xuống tìm ra. Tìm tìm tiếp theo thì mấy cách muốn quay lại thì xích n là cái này. Tiến n. Tất cả thầy đều rút cho này. Nhiệm vụ các bạn tạo ra một cái file trong thực hành đấy ạ. Đấy là tìm hiểu phần trăm. Có một cái tên là GI. GI là nó không được phân biệt hóa được. GI còn được. Còn G mà cái ký tự đầu ấy, Âu chuỗi. GI là cái đấy Âu thành new mà không phân biệt hóa được. Đi chọn nhá. Rồi, chỉnh sửa xong thì có ba trạng thái là xếp nhé. Xếp thì các cái ấy hay nói ngay là virus thường quy này, một thầy hữu ít. Ít thì tôi sẽ là phát. Loài này thì thầy hữu ít được. Còn phát mà không lưu ấy, bởi vì mình đã sửa không lưu là đó, không có phát được. Mà mình cũng phát là phát phát phát. Quy chấm thang. Quy được thang. Quy nào là sửa quy chấm thang. Đấy, thầy quy này các bạn chỉ có dành cho thầy. Yêu cầu để lấy bài đáp thứ hai về. Nha, nát này. Đầu tiên copy này, cái file này và note. Không, bảo cái file DMV. Ông mở cái file ra. Và thực hành cho thầy các cái lệnh từ đầu cuối. Buổi sau thì là sửa sửa này đi rồi rồi mà thầy ờ, thứ bảy học thầy. Có. Ồ, sao tập rồi đấy? Đều có tranh nhỉ? Chiều đi có tranh rồi mà anh. Một này ngắn lắm nhé. Học phải tuần ba buổi, còn tí nữa thi. Ở đây thầy có nói sơ đấy. Muốn liên số tập thì xét nu đâu. Muốn lần số tập thì xét nâng nu. Thuộc cũng chứ. À, khi mà mình xét nu mình có thể di chuyển vào cái dòng mình mong muốn bằng cái hai chấm lên số dòng luôn nhá. Đây là số dòng này thầy muốn lên cái dòng bình thường thì phải kéo này không kéo con tròn cái dòng 311 nhá thầy 2.311 à, nó lên dòng nhá chắc đến dòng đến dòng 311 dòng 330 nhá không có xịn nhỉ xét nhá còn nữa thì nó bẩn cái lâu xét lâu nhỉ xét nu và xét nâu xét nâu nu xét tím nu và nâu này xét tím thì giờ thì chết là nu ấy còn nếu mà không hai chấm thì xét nâu nu ẩn tâm hai chấm xét nu ẩn tâm muốn di chuyển ra ngoài hai chấm trong đấy 316 này à, thôi được người chết về đầu dòng thì hai chấm bốn hoặc là được giờ về cuối dòng này thì nhìn chung copy từ dòng nào thì ví dụ hai chấm dòng 315 đến 350 cái phân bản bằng và vết xuống dưới trong mục nhé T1 tẩy ba cái không được không được đấy đã chỉ một hai chấm một ở đây không phải tập vết định nghĩa là phải tập vết set nu và set nâu nhé đến nâu nu để bị một hai pin rồi đấy,
cần chuôn theo rồi đi đi nha. U rồi chả khác gì. Thế nào ta cứ đi chú. Tớ quay lại. 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 Thầy xóa nhầm này. Thầy xóa nhầm cái đoạn này. Thầy xóa nhầm cái đoạn này. Từ 39 đến 55 năm. Thầy tê thì xóa nhầm. Mẹ. Xóa nhầm rồi thầy muốn. Ta như vậy thầy muốn u. Không. Quay lại cái này thì cần chuôn lên rồi. Đây các bạn xóa từ trước xóa này u này này đã xóa này cần chuôn lên rồi này đại xóa gì thì với cái số mấy thầy các bạn đã cậu mới thao tác cái này nên nói chung là làm việc ngon đấy thằng các cái file cấu hình trên này nước rồi mấy cái mấy rất đắt luôn làm cái mấy mà nhảy thằng nọ thằng kia bôi đen bôi đen. Số điện đàm không có đâu, tổng hợp của thầy. Điện đàm nó có nhiều, nhưng nó phải đắt. Nhìn cơm đắt đắt. Nó không có đắt nhiều, đắt đắt cũng là từ một cái trạng 100. Nó lắt nhát kinh khủng luôn, tìm vi lắt nhát thế mà. Đấy, mang tơ chẳng hỏi cái vi này thì nó ok. May ra. May ra có thôi. Nhưng mà phải dịch. Cảnh đi, cái lúc này. Copy cái file, một file nào đó thì dành đi. Động động vào cái văn bản giờ thế thì ở trong này nó có một cái là thực thực thi lệnh mà không bị lưu vào lịch sử ấy. Em thấy nó cho một cái lệnh khác của thầy biết gì đây này cái lệnh này lệnh khác của thầy có nhiều đấy nhưng mà lệnh này có được không thầy có nhiều cách của thầy là đơn giản nhất để cho cái từ điểm không dần nào. Thấy của anh như là không biết cái không biết anh chỉ nhìn thấy khác cái ngọn cái thôi chứ mà comment thì như là nhiều lắm nhá bởi vì là mỗi intro nó sẽ khác một tí nhưng mà cơ bản nhưng mà bây giờ nhá cũng